Hi, I'm Dr. Gary Smith, the Vice President for the Center for Professional Studies and International Programs at Keuka College. Our relationship with the International School at Vietnam National University is very important to Keuka College. We've built a great relationship with our students and the faculty and the administration between our two institutions. We have a number of Vietnamese students now studying in New York as well as in Hanoi. Today you will hear from some of your classmates in New York who are studying at the main Keuka campus. We hope the information we share with you today will help you to decide whether studying in Hanoi at the VNU campus or in New York at the main Keuka campus is right for you. Em tên là Hiền, hiện em đang học tại trường Keuka College. Em đến đây đã được một tháng rồi. Ngành học của em là khoa học quản lý. Em transfer qua đây một năm ạ. Xin chào các bạn, mình là Lê Trọng Đạt. Mình là sinh viên chuyển tiếp từ chương trình của Keuka tại Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngành học của mình là ngành khoa học quản lý. Đến thời điểm này thì mình đã có mặt tại Keuka được hơn một tháng rồi. Xin chào, mình tên là Nguyễn Hồng Ngọc. Mình là sinh viên của hệ liên kết giữa Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia và trường Keuka College. Và mình sang đây từ tháng 8 năm 2009 và như thế là được hơn một tháng rồi. Và mình đang là sinh viên của chuyên ngành khoa học quản lý. Tôi tên là Nguyễn Hành Trung. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi sang Mỹ được một tháng là từ cuối tháng 8 và tôi sang đây để học ngành khoa học quản lý. Tôi là học sinh năm thứ nhất nên sinh viên năm thứ nhất nên tôi sẽ học ở đây 4 năm. Tôi tên là Dương Đức Phú, tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam. Và khoảng một tháng trước thì tôi đã đến Đại học Keuka. Xin chào các thầy cô và các bạn. Em là Trần Phương Hoa, em là sinh viên năm thứ 3 của Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Vừa qua, em đã đến trường Keuka trong vòng tháng 8. Sự khác biệt lớn nhất giữa môi trường học ở nhà và môi trường học ở đây chính là sự giao tiếp giữa học sinh và thầy giáo ở trên lớp. Sinh viên ở trên lớp, sinh viên Mỹ, người ta rất là năng động và người ta rất là dạn trong cái việc có thể ngắt ngay lời của thầy giáo ở trên lớp để hỏi về những vấn đề mà người ta không chưa chắc và chưa biết. Người ta có thể tìm ngay đến văn phòng của giáo viên để có thể giải quyết những vấn đề mà người ta gặp khó khăn trong việc học tập. Và cái khác biệt thứ hai nữa là mỗi sinh viên ở đây đều có riêng cho mình một cái advisor, và advisor ở đây cũng chính là giảng viên ở trên lớp, nên là người ta nắm được tất cả những tình hình học tập cũng như tình trạng học tập của sinh viên ở trên lớp để người ta có thể điều chỉnh và người ta có thể giúp đỡ sinh viên ngày càng tiến bộ hơn. Về sự khác nhau giữa chương trình học của Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội thì cũng không có nhiều điểm khác biệt, nhưng ở bên trường Keuka thì bọn em được các lịch học được xếp dày hơn và chi tiết rõ ràng hơn. Chính vì thế mà bọn em cũng luôn luôn cảm thấy bận rộn. Nhưng mà khi bận rộn thì bọn em cảm thấy rất vui, bởi vì cách thức học hành và nghiên cứu bằng cách là tự học, bản thân mình tự học, tự nghiên cứu. Khi đến lớp thì các thầy cô sẽ giúp đỡ mình hay là vạch ra những cái phương hướng cho mình đi. Như thế sẽ làm cho bọn em nhớ lâu hơn. Và bọn em cảm thấy là mỗi giờ đến lớp như là một lần trải nghiệm. Không những là ở trên lớp học, giáo viên giảng, bọn em còn có những cái video clip giáo viên giảng và bọn em được trải nghiệm thực tế. Không những là học lý thuyết, bọn em được áp dụng thực tế ngay. Và em cực kỳ thích là cái chương trình Work Study Job và Field Period, có nghĩa là hai chương trình được ứng dụng cho mình học những kiến thức mình đã học trên lớp, sau đó được áp dụng vào bài học, và cách thức đó sẽ làm cho mình vừa có kinh nghiệm, vừa nhớ lâu được lý thuyết. Đấy là một cách thức em rất thích ở trường Keuka. Về điều kiện ăn ở đây thì rất là tốt. Từ ký túc xá cho đến nhà ăn thì luôn luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Hồi mới sang thì mình thực sự không được quen lắm với đồ ăn ở đây, nhưng sau một thời gian thì có lẽ là nó cũng không quá tệ, và thỉnh thoảng thì nhà ăn cũng cố gắng nấu những món cơm có thể là nó không thực sự giống cơm Việt Nam, nhưng nó cũng giúp mình bớt đi phần nào sự nhớ nhà. Các bạn sinh viên của Mỹ thì rất là thân thiện. Mình đã mới chỉ hơn một tháng nhưng mình đã có rất nhiều các bạn là người Mỹ, người Trung Quốc, Canada và một số nước khác nữa. Về cuộc sống ở đây thì nếu mà nói về đồ ăn thì mình hợp với đồ ăn ở đây. Đồ ăn ở đây thì có rất nhiều lựa chọn. Mỗi lần bước vào cafeteria thì giống như là bước vào một bữa tiệc buffet. Có đủ các loại đồ ăn, từ đồ ăn của Ý, có cả đồ ăn của Mỹ và thậm chí có cả đồ ăn của châu Á, thỉnh thoảng là còn có cơm, và làm cho mình cảm giác như là mình được gần nhà hơn. Và còn có rất là nhiều loại đồ uống như là chè, cà phê, nước khoáng, sữa, và có bánh ngọt để tráng miệng, có rất là nhiều loại kem để tráng miệng, và có cả kem tươi. Và mình nghĩ là mình hợp với đồ ăn ở đây, cho nên là từ hồi sang đây thì mình cũng có tăng cân một chút. Khi lần đầu tiên tôi đến QK khoảng một tháng trước, tôi cảm thấy rất khó khăn khi giao tiếp với bạn bè, đặc biệt là bạn bè người Mỹ, bởi vì như các bạn biết ấy, ở vùng phía Bắc của nước Mỹ thì sinh viên và các giáo sư thì nói rất nhanh. Nhưng một thời gian ở đây tôi thấy rằng là tôi có thể hòa nhập được tốt với mọi người, bởi vì các bạn sinh viên Mỹ rất là thân thiện và họ sẵn sàng giúp đỡ những sinh viên quốc tế sang du học tại nước Mỹ. Mình nghĩ thời gian học tập ở QK sẽ giúp mình có rất nhiều trải nghiệm mới. Ví dụ như với một môi trường học tập rất là hiện đại, một môi trường tiếng để sử dụng tiếng Anh rất là tốt, thì mình hy vọng rằng là cái khả năng tiếng Anh của mình sẽ tốt hơn sau thời gian học tập ở đây. Bên cạnh đấy thì mình cũng có thêm nhiều những cái hiểu biết về xã hội, về con người và về văn hóa nước Mỹ. Ở trường QK thì vào tuần đầu tiên trước khi nhập học thì người ta đã tổ chức một cái tuần gọi là dã ngoại kết hợp với cả các cái hoạt động vui chơi, thì vào tuần này thì mình cũng đã giao lưu được với rất nhiều bạn sinh viên người nước ngoài và mình thấy cũng rất vui. Và hơn nữa là trong cái tuần đấy thì mình còn được chơi trò chơi mà qua đó thì mình rút ra được rất nhiều cái hay. Những trải nghiệm mà em thích nhất khi đến ở Mỹ và đến trường QK học đấy chính là môi trường học tập rất tuyệt vời. Bọn em có thư viện rộng với hàng nghìn đầu sách. Khi mà bọn em muốn tìm tư liệu thì em có thể tìm tư liệu ở trong thư viện hoặc là trong nguồn phần mềm ở trên thư viện. Và cái thứ hai nữa là khu ăn ở rất tuyệt vời. Khu ở thì sạch sẽ, thoáng mát, có điều kiện cho em có nhiều nơi yên tĩnh cho bọn em học hành. Điều khó khăn nhất của em nghĩ cũng chính là những cái điều khó khăn mà tất cả những du học sinh đến đất nước Mỹ đều phải, hoặc là đất nước nào cũng thế thì cũng phải gặp phải, chính là rào cản ngôn ngữ. Tiếng Anh là tiếng dùng chủ yếu ở đây, thì một lời khuyên rất là chân thành cho những bạn đang có ý định đi du học nước ngoài là các bạn hãy cố gắng luyện tập tiếng Anh cho thật tốt ở nhà, để một phần nào đó các bạn sẽ đỡ bị bỡ ngỡ hơn trong việc phải giao tiếp bằng tiếng Anh hàng ngày. Các bạn ngủ dậy các bạn cũng phải nghĩ đến tiếng Anh, các bạn đi học các bạn cũng phải nghĩ đến tiếng Anh, và tất cả đều dùng bằng tiếng Anh. Nên là các bạn phải cố gắng làm sao để tiếng Anh cho thật tốt để có thể thích nghi hơn, rất là dễ dàng hơn với môi trường học tập ở đây. Như các bạn biết, nước Mỹ là một đất nước rất là đa dạng và phong phú về văn hóa. Thế nên là mình có thể có rất là nhiều cái nhìn mới mẻ về con người, về văn hóa nước Mỹ. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cái sự khác biệt về
đồ ăn, về bạn bè. Và nhưng mình nghĩ rằng là mọi thứ mình có thể vượt qua và thích nghi với cuộc sống ở đây. Có lẽ là điều mà khiến mình ngạc nhiên nhất khi mà mình sang đây đó là cách mà các thầy cô tổ chức giờ học và các cái buổi tập huấn cho sinh viên. Và thực sự là mọi thứ nó cứ cách nhau khoảng độ 5 phút 1 đến 10 phút 1, cho nên là bọn mình luôn luôn trong một cái guồng quay, luôn luôn trên đường đi và luôn luôn bận rộn. Một ngày của mình bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tức là mình đã xong hết việc học và sau đó thì về nhà nghỉ ngơi một chút, đi ăn và học ở thư viện cho đến 11 giờ đêm. Và ngày qua ngày, ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng rất nhiều việc phải làm. Và thực sự là mình sang bên này thì mình học được cách quý trọng thời gian hơn, học được cách sắp xếp thời gian, cũng như là học cách làm sao để mà mình không bị stress khi mà mình có quá nhiều việc để làm như thế. Khi mà tôi mới đến Mỹ thì và nhất là tuần đầu tiên khi tôi ở đây thì có rất nhiều bài tập mà tôi cần hoàn thành. Cái sự khó khăn đó đáng lẽ ra phải được chia sẻ khi mà tôi còn ở Việt Nam, bởi tôi có bạn bè, có người thân và đặc biệt là bố mẹ tôi thì luôn ở bên cạnh để ủng hộ tôi. Nhưng khi sang bên này, tôi phải tập cách suy nghĩ độc lập và luôn luôn tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình. Các giáo sư nói với tôi rằng là họ chỉ có thể giúp tôi bằng cách gợi ý và chỉ ra con đường cho tôi, chứ họ sẽ không trả lời những thắc mắc của tôi như khi tôi còn ở Việt Nam. Một vài tuần đầu tiên thì tôi cảm thấy rất là nhớ nhà, bởi vì từ trước đến giờ thì tôi đều sống cùng bố mẹ và hầu như là phụ thuộc vào bố mẹ của tôi. Nhưng khi sang bên này tôi phải tìm cách sống độc lập, sống một cách có kế hoạch thì mới có thể hòa nhập tốt và bắt nhịp tốt với tất cả mọi người ở đây được. Thực sự khi đến với Kêu Ca thì mình rất là ngạc nhiên với cảnh đẹp ở nơi đây. Thực sự là nó rất là êm đềm và con người ở nơi đây cũng làm cho mình rất là ngạc nhiên với cái sự thân thiện của họ, với những cái sự giúp đỡ của họ. Mình cũng có một chút gì đó nhớ nhà, nhưng mà các thầy cô, các bạn ở nơi đây đã giúp mình cảm thấy bớt đi sự nhớ nhà, và hiện giờ thì mình cảm thấy rất là ổn. Khi đến đây thì phát hiện ra một cái rất hay là có một cái hồ ở trong ký túc xá, và thầy Gary đã rủ mình và mấy bạn Việt Nam nữa lên thuyền chơi, thì ở đó mình đã được lái thuyền mà mình thấy rất là thú vị, bởi vì lái tốc độ cao mà ở trên sông thì không có ai, nên là mình có cảm giác rất là lạ. Ở Việt Nam thì cũng hiếm có cơ hội mà được lái thuyền như thế.